Hello mọi người, mình đang ở nhà và hôm nay mình sẽ đi đi hội chợ. Mỗi năm sẽ về một lần vào tháng 10 và bây giờ mình đang chuẩn bị, đã sẵn sàng chờ xe tới đón, chờ đoàn, đi theo đoàn, theo bạn bè. Mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Giờ đang chờ xe, mình chuẩn bị sẵn sàng rồi nè, mặc đồ mặc đạc xong rồi. Mình đang ở Technofair, tới phe ở đây. Mọi người đang đợi xếp hàng vô. Ok, đang đợi xếp hàng vô phe phe này nọ. Sáng sớm bây giờ là 9 giờ sáng, giờ là 9 giờ 40 sáng. Mình đang đứng ở phe từ khu và kinh khu để cô gửi xe đi ra, đang đứng trước cửa phe đó, rất là đông người quay xe thôi. Thank you.